Rồi chào các bạn ạ. Ngày hôm nay là ngày 29 Tết rồi các bạn. Hôm nay là một buổi chiều. Trời nó cũng hơi âm u một tí. Thời tiết mùa xuân nó không được thuận lợi lắm. Đặc biệt là bà con ở phía Bắc chúng ta thì bây giờ có đợt không khí lạnh trở về, mưa phùn gió rát. Ở Đà Nẵng thì trời nó hơi âm u một tí thôi, nó có mưa phùn nhẹ nhẹ chứ cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Hiện bây giờ mình đang đứng trên con đường dẫn vào nhà lưu niệm của ông Nguyễn Bá Thanh. Thì ngày hôm nay là ngày 29, mình tranh thủ ghé lại đây thắp cho ông một nén hương. Đây là cái cổng đi vào cái nhà lưu niệm. Đi vào tí nữa chúng ta rẽ trái là đến cái ngôi mộ của ông Nguyễn Bá Thanh. Phía trước của chúng ta có một cái hồ rất đẹp các bạn. Cái hồ này người ta trồng bông súng. Thì bây giờ bông súng là các bạn thấy rất là đẹp. Sau khi qua cái hồ này là các bạn đến nghỉ trang Hòa Tiến. Mỗi một năm như vậy mình vào một lần đến hai lần mình thắp hương. Ở trước cổng nhà là có cái cây mai cổ thụ rất là đẹp. Cây mai này nhìn vậy chắc cũng mấy mươi năm rồi, cái gốc rất là to. Năm nay mai nó hơi bị sớm đấy à. Những vẫn còn một số nụ nữa. Nói chung là cái mai này chơi đến mùng 4, mùng 5 vẫn được. Ở đây có hàng hoa bướm này. Năm ngoái mình vào cũng trồng những cái dàn hoa như thế này. Rất là đẹp. Tới mùa như thế nào là hoa bướm rất là đẹp. Để mình vào mình thắp hương các bạn ạ. Nói đến ông Nguyễn Bá Thanh thì mình nghĩ tất cả các bạn đều biết hết rồi. Người dân luôn luôn nhớ đến những người đã góp công, góp sức tạo nên một cái thành phố như ngày hôm nay. Ngoài cuộc sống hàng ngày nó bận rộn, ai cũng lo cái việc của mình, thì ngày Tết chúng ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi, sau khi sửa soạn hết cái việc gia đình thì chúng ta thắp hương những người quen, người thân, những người mà mình mến mộ. Ngày hôm qua thì mình với một số người em của mình đã lên thắp hương ông bà ở trên các nghĩa trang. Thì ngày hôm nay mình tranh thủ mình ghé lại vào cái căn mộ của ông Nguyễn Bá Thanh để thăm viếng và thắp cho ông một nén nhang. Mình thấy ở đây người ta làm rất là sạch sẽ các bạn ạ. À, được chăm sóc thường xuyên. Năm ngoái mình vào cũng có cái quật, năm nay cũng có cái quật. Năm ngoái như cái to hơn á. Ở đây có những người thân trong gia đình, người ta chăm sóc rất là kỹ các bạn. Rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng, tươm tất. Lúc nào mình vào nó cũng gọn gàng hết trơn. Ngày Tết
thêm bông thêm hoa, trang trí thêm nữa, làm cho toàn bộ cái khung cảnh này nó càng thêm rạng rỡ. Hai cây cổ này rất là đẹp. Để mình vào mình thăm. Năm nay người ta làm thêm cái dù nữa, rất là bài bản các bạn. Nguyễn Bá Thanh, một người rất có công lao đối với thành phố Đà Nẵng, đã đưa thành phố Đà Nẵng từ một cái thành phố nhỏ bé, một thành phố nghèo nàn lạc hậu, bây giờ thành phố đã có tên có tuổi trên bản đồ Việt Nam và trên bản đồ thế giới, một thành phố khang trang, một thành phố đáng sống, một thành phố sạch sẽ, một thành phố môi trường, một thành phố mà hiện bây giờ đi khắp nơi người ta đều nhắc đến thành phố Đà Nẵng. Rồi, thắp ông một nén hương, hương thơm để tưởng nhớ người quá cố, người rất là tâm huyết, người rất là gần gũi với thành phố, với những người dân lao động. Những ngày Tết như thế nào nói các bạn là những người lao động ở thành phố Đà Nẵng cách đây 10 năm rất là vui mừng, tại vì lúc nào cũng nhận được quà của chủ tịch hoặc là bí thư. Hồi chủ tịch thì ông cũng có quà, mà hồi khi ông làm bí thư rồi cũng có quà. Ví dụ như những anh em là xe thồ xích lô, những người phụ nữ nghèo, đơn thân đều có quà hết các bạn. Mà đặc biệt là ông Nguyễn Bá Thanh khi ông đến thăm là ông trực tiếp thăm và ông trao quà, chứ không phải là ông phê duyệt rồi nhờ người khác đi làm cái việc đó. Có một cái rất đặc biệt là tự ông đi làm những cái chuyện đó, đến gặp gỡ rồi ông trao đổi nói chuyện rất là gần gũi, rất là thân thương. Bởi vì sao mà khi ông chết đi rất là nhiều người thương tiếc và đã khóc. Và đám ma của ông Nguyễn Bá Thanh là một trong những đám ma lớn nhất Việt Nam. Đám ma lớn nhất ở đây là người dân người ta thương tiếc, người ta đi đưa, người ta đi tham viếng, chứ không phải những cái đám ma của các lãnh tụ hay là những nhà lãnh đạo. Thì có rất là nhiều đoàn thể người ta đến người ta viếng, cái đó mình không có tính các bạn ạ. Có còn đất nhô lên đây là chắc là làm theo phong thủy đây, cái này mình đắp theo nhân tạo phong thủy, cái này là làm theo cái phong cách nó giống như ở Huế các bạn này. Trước cái ngôi mộ lúc nào nó cũng có cái bình phong, sau đó là vào đến cái mộ chính, sau lưng nó lại có một cái bình phong nữa. Các vua chúa ngày xưa thì người ta chạm rồng phượng, nó nằm ở ngay chỗ bình phong này. Còn mộ của mình thì không có chạm những cái đó. Tất cả rồi cũng trở về với cát bụi. Bởi càng nghe bài hát của Trịnh Công Sơn càng thấy thấm thía. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dài. Dì cũng đi thắp hương à? Dì cũng đi thắp hương. Bà con quanh quanh đây người ta đi thắp hương rất là nhiều ạ.
Hoặc bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về với các bụi. Đúng rồi, cuối cùng cũng trở về với các bụi. Của người phấn đó gì rồi một ngày nào đó cũng trở về với cát bụi. Ông Nguyễn Bá Thanh là quê ở Hòa Tiến luôn các bạn ạ. Sau quá trình làm việc cống hiến, sau khi chết đi cũng trở về với đất mẹ. Cái này nó là cái tâm trạng của tất cả mọi người. Có những người khi người ta lớn lên, người ta có thể đi rất là nhiều nơi. Những nơi nào có điều kiện về công tác, có điều kiện về thu nhập thì người ta làm. Sau đó, khi về già đi, tất cả đều mong muốn trở về quê hương hết. Có những người mà nói bạn người ta đi qua Mỹ hay là người ta đi qua trời ao, cũng vì cái hoàn cảnh thôi. Khi về già rồi mà nói bạn ai cũng có cái tâm tư, cái hoài bão, cái mong ước được chết rồi đem về quê hương ra đó. Ít có ai mà muốn chết đi rồi chôn ở nước ngoài đó các bạn, ít lắm. Phần đa là đều mong muốn được về với đất mẹ, về với quê cha đất tổ. Bây giờ chúng ta nói thì có khi nó không quan trọng với những người sống các bạn, nhưng mà càng về già rồi á, cái tâm sinh lý nó thay đổi. Ai rồi cũng đến cái giai đoạn đó. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ suy nghĩ giống như những người già, hoặc là những người mà có cái giai đoạn mà gọi là sắp chết các bạn ạ. Họ cũng đều mong muốn như vậy. Họ cũng muốn được về chôn gần với ông với bà, với những người thân quen. Tại vì đối với họ, về được nằm với những người thân, người quen, với quê hương, có cảm giác lòng ấm trở lại. Người sống nó có hai phần, cái phần hồn rất là quan trọng, phần xác và phần hồn. Không biết cuộc sống ở phía dưới âm phủ có hay không, nhưng mà tâm niệm chúng ta nghĩ là nó có, thì ai cũng mong muốn về gặp người thân, người quen. Nó là như vậy đó các bạn. Ở đây có những cái hàng liễu này. Nhanh ghê đó hả? Đi đi đi, đi vô thắp hương. Mấy năm là ngày như cái hồ ngâm mà mất là ngày đi là ngày mất luôn, của ảnh ngày ngày mất của ảnh. Đúng rồi. Ngày âm lịch đó, là ngày Âm 30 lịch Tết. à? Dạ. Là ngày 30 Tết. 30 tấy luôn à? Là ngày đi ngày đi quan á. Còn mất ngày 24 25 25 âm lịch phải không? dạ, âm lịch. Đúng rồi. Nhớ Nhớ nó không chết gần tấy luôn mà. anh nhớ là đi, em đi mua hoa là ra đông người, người đông á. Đó đông. Còn cái giỗ của anh giỗ cũng cái đây cũng gần nửa tháng, hơn nửa tháng rồi đó. Giỗ là tính biết sao mà làm quên thay người thân. Phương đi. Làm đi thiết kế thì mới dù nữa. Cái quạt đó chưa?
cani. Dạ, cani cũng không, cani không được tươi lắm. Nhỏ cani nó ngói cani rất là sung rất là. Dạ. Có. Rồi chiều hôm nay mình tranh thủ đi quay một số hình ảnh gửi đến các bạn ở nhà lưu niệm và thắp hương cho ông Nguyễn Bá Thanh. Rồi bye bye, chào các bạn ạ.